trong cái việc mà mình phải sống cộng với đối mặt thì tự nhiên mình sẽ sinh ra những cái hoạt động cực kỳ tháo vát. Cái gì ạ? Cái hoạt động tháo vát nó sinh ra từ hai cái tiền đề ở phía trên ấy, cộng ba cái đặc trưng cái này. Đặc trưng đối mặt chứ không lạc quan tếu, bi quan tếu. Lạc quan tếu và bi quan tếu nó gọi là chủ nghĩa khoái lạc, lừa cảm giác mình. Khi đối mặt xong thấy quả này chết rồi, không được chết bởi vì mình phải sống để nuôi con. Nếu ở mức độ thấp nhất, thế khi mà bạn phải sống và bạn đối mặt thì tự khắc trong người bạn nó sinh ra khả năng tháo vát kỳ diệu của nó. Cái gì? Thế mà lại thêm cái bài hôm nay nữa, tức là mình có động tác tựa lưng vào người khác và người khác tựa vào mình, thì tôi không bao giờ tôi nghĩ chúng ta thất bại. Và ngày hôm kia thì Trung Quốc quay xe bỏ phiếu Liên Hợp Quốc, xác mình Liên Xô xâm lăng Ukraine, mà trước đó là đồng minh cực kỳ thân cận, sáng nay thì lại bắt đầu thành mình. Em nói thế thế nọ thế kia, không thế nọ thế kia. Bởi vì nếu không bỏ phiếu để phản thông tới Nga thì lập tức Liên Hợp Quốc nó sẽ phản thông là Trung Quốc không có sở hữu Đài Loan. Các chị ạ, cho nên là cuộc đời nó oái oăm lắm. Cho nên là tí nữa mình xây dựng một cái quan hệ để dính cái ông bà phải thì toi. Các chị ạ, còn nếu mà mình cũng vì quyền lợi giống dân tộc mình thì vừa rồi Liên Hợp Quốc nó bỏ phiếu, thằng Nga là thằng đi xâm lược, ai đồng ý? Các chị ạ, và kết quả là Trung Quốc thân cận thế thả cái phiếu luôn. Tất cả từ đòi ăn mà ra, dần dần các bạn sẽ hiểu, đúng không? Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục một cái chuyên đề rất kiên trì. Trong chín phẩm chất của bản đồ cá nhân thì kiên trì là cái khó nhất, các chị ạ. Và chúng ta có 2 ngày với 2 cái chuyên đề bổ trợ. Và chuyên đề thứ nhất, các chị ạ, hôm nay đó là mối quan hệ. Mối quan hệ và phát triển mối quan hệ. Các chị ạ, hay người ta còn gọi cái quá trình phát triển này là mình giữ nó, xong mình đẩy nó lên. Cho nên người ta còn có thể gọi ta là quản trị quan hệ. Đó. Và quản trị quan hệ thì nó có 2 cái đặc điểm. Một là tạo ra nó, và 2 là giữ lấy nó, và 3 là đẩy nó lên cao. Thì các bạn có tất. Thấy chưa? 31 thằng hè nhau, mày tuyên bố thế nào là chuyện của mày, đấy là chuyện của tao. Cho nên các mối quan hệ nó không giữ và quản trị được, nó kinh hoàng lắm các anh chị ạ. Nhưng mà muốn cho các anh chị ý thức được, lại cộng với cái tuổi đời của tôi nữa, cộng với thành quả của tôi nữa, thì nhất là cái đám Gen Z lại càng phải học nữa. Và kết quả là thua. Ngày xưa là các cụ xây cái nhà ở nông thôn, cái cột nó to thế này, ông nội mới bê được à? Máy móc cần cầu bằng không ấy. Cho nên phải chơi với mọi người trong làng tuyệt vời. Đến khi xây nhà người ta mới dựng lên được. Cày lúa, lúa thì nó có vụ của nó, chỉ chặt 3 ngày là lúa nó không lên được. Thời tiết mà. Cho nên mọi người là hè nhau cấy nhà này xong lại cấy nhà này. Thì người ta gọi đó là vần công và đổi công. Không xây được quan hệ là đời mày mạt. Từ nhỏ nhất cho đi cho đến là vĩ mô. Vậy thì để các quan hệ mà nó tồn tại được và nó nằm ở đâu thì tôi xin mở bài với các bạn như sau. Động tác số 1, mình phải phát triển bản thân. Và riêng cái chương trình phát triển bản thân này mà tôi nỗ lực đến tận cùng. Cả một lớp tôi nói với anh Trọng về tư duy triết học của tôi. Kết quả chúng ta đào tạo suốt từ khi có thằng Trọng, trước đó là tôi 40 năm, là 8 năm. Thì đến ngày nay chúng tôi thu hoạch được đâu khoảng 6 người. Các chị ạ, có thể nói vững như thành trong suốt 8 năm vừa rồi. Chỉ có điều mà tôi không công bố thì các bạn mới thấy là cái số thành đạt nó thấp thế. Vì thành đạt được hiểu thế này này, là canh chị có một góc alpha tiến lên, thì đây gọi là tăng trưởng. Và canh chị có một cái nền nhà, một cái nền muốn chết cũng không chết được. Khi bạn ưu tiên cái nền thì lập tức cái góc alpha này nó nhỏ lại. Nếu bạn khinh thường cái nền
thì các bạn fan nó tăng trưởng rồi đi tù sạch. Một cái quan hệ phải nói là cực kỳ dễ hiểu để giải thích cho các chú. Rồi sắp tới các chú chết sạch, vậy thì cái nền nó phải vững. Mà muốn nền vững thì ở giai đoạn 1 của tuổi trẻ các bạn, cái góc alpha nó lên không cao đâu. Nhưng khi nó vững cái nền rồi, bạn lên cái lầu 5 tầng, lúc này các alpha nó dựng ngược lên. Nhưng nó dựng mà nó cái nền nó chịu được. Cho nên là trong một ngày, một tuần thì các bạn phải làm hai việc. Việc số 1 đó là có tiền để nuôi vợ con. Chắc chắn thì người ta nó gọi là chiến lược tăng trưởng. Tăng trưởng với góc nào thì các bạn phải tư duy, vì tùy vào sức lực của mình trong tuần đó. Việc số 2 trong một tuần, các bạn phải liên tục xây cái nền nhà này. Và đi học là hoạt động xây nền nhà. Thứ hai, bắt đầu lại bắt tay và kiếm tiền, thì đấy là hoạt động tăng trưởng. Thế thì khi tăng cái nền nhà, nó gọi đây là hoạt động phát triển. Còn đây là hoạt động tăng trưởng. Tăng trưởng là của cải nó tăng nhưng bạn trả tăng. Còn phát triển là bạn tăng rất mạnh nhưng mà chưa chắc chỉ số nó đã tăng. Thế trong một tuần tôi thu hoạch được hai việc. Tất cả công ty các anh chị, tất cả các quốc gia, kể cả quốc gia Việt Nam, chỉ có chiến lược tăng trưởng. Và cái người Trung Hoa đáng nể nhất của họ cho là họ lập cái tín chiến lược phát triển. Người ta gọi đó là trăm năm Trung Hoa. Trung Hoa là cái rốn của vũ trụ. Bản chất nó thì họ đã có những thời kỳ văn minh không có ai lại được, và họ đòi lại cái văn minh đó. Và để làm điều đó, họ nhấn lại thuê Samsung, Apple sáng nước người ta, quần người ta như chó, chấp nhận làm chó để củng cố cái nền kinh tế Trung Quốc phát triển từ từ. Đến ngày hôm nay thì xe ô tô điện không có kẻ nào mà có thể đủ với Trung Hoa được, bắt đầu từ tầng Tesla các chị ạ, vớ vẩn hết. Và nó đuổi toàn bộ Samsung và Apple ra khỏi nước nữa. Và nó chuyển sang một xã hội phát minh để nó lấy lại cái giấc mơ Trung Hoa. Và đến ngày này họ bắt đầu các chị ạ, để trả lại cái Trung Hoa của họ. Bởi vì 100 năm để nó xây cái nền này. Như vậy trong một tuần phải hai việc. Và chúng ta dành hai cái ngày cuối tuần xây nền, cho ngày mai về lại cắm đầu. Thế vợ hỏi ngôn từ của mình: hôm nay anh đi học là thực hiện chiến lược phát triển, tức là chiến lược nền tảng. Từ thứ hai anh lại hầu em, đó là chiến lược tăng trưởng. Bằng mọi giá phải có tiền. Không có chuyện đàn ông mà để cho vợ ăn dầu muống đâu. Nhưng chỉ cắm đầu cái đồ chữ trên này thì chúng ta thấy chết. Nó chứng minh thế này: hầu hết sinh viên đại học sau khi ra trường trên toàn thế giới thì một năm thằng cao nhất đọc được có một cuốn sách. Các chị ạ. Còn giáo sư tiến sĩ còn tệ nữa. Tức là cậu đem cậu ra trường, cậu tưởng cái nền cậu xong đời chứ, nó chết mặt giặc chứ các bạn. Vậy thì để phát triển bản thân thì động tác đầu tiên bạn hàng ngày phải phát triển được mình, xong chưa? Động tác số 1. Sau khi bạn phát triển được ngày này rồi, đô thị thì lâu dài, các chị ạ. Nhưng mà bây giờ mình không chết được, nhưng mà mình lại muốn là giàu có cơ, muốn nổi tiếng cơ, muốn chức vụ cơ. Cái nhu cầu đó đâu có xấu nhỉ? Thế thì mình phải phát triển bản thân. Bây giờ tiếp tục động tác thứ hai, mình phải nhân bội mình lên. Cho nên người ta mới gọi thằng lãnh đạo là cái thằng nó gây ảnh hưởng đối với người khác. Bản thân nó xong rồi, bây giờ nó sẽ sử dụng thằng khác. Trường Doanh Nhân PR.